Thưa quý vị, hôm qua ngày 11 tháng 11, thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức lễ công bố và trao các quyết định của Bộ Công an về việc tổ chức công an xã, thị trấn, chính quy trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở cùng Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Theo đó, công an 10 xã thị trấn được tổ chức chính quy theo quyết định của Bộ Công an lần này gồm Hưng Nhượng, huyện Chồng Trơm, An Hiệp, Bảo Thuận, huyện Ba Tri, thị trấn Chồng Trơm, thị trấn Châu Thành, thị trấn Bình Đại, thị trấn Ba Tri, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, thị trấn Thành Phú và thị trấn Chợ Lách. Theo quyết định, công an các xã sau khi được tổ chức theo mô hình chính quy có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác theo thông tư số 46 ngày 5 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của công an xã, công an thị trấn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác theo thông tư số 43 ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của công an phường. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Trang Ngót, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, việc chuyển mô hình từ tổ chức công an xã thị trấn bán chuyên trách sang tổ chức công an chính quy là bước ngoặt quan trọng đối với công an cấp xã, đánh dấu sự phát triển toàn diện của hệ thống tổ chức công an nhân dân từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời đề nghị công an các xã thị trấn được Bộ Công an quyết định tổ chức chính quy đợt này cần phải nhanh chóng ổn định về tổ chức, từng cán bộ chiến sĩ phát huy tốt năng lực sở trường, giữ vững đoàn kết thống nhất nội bộ, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa công an chính quy với lực lượng công an xã bán chuyên trách được giữ lại, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, vũ khí được trang cấp phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của các ủy chính quyền địa phương và sự đồng tình của nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.